Xin chào các bạn yêu thích cây mai vàng. Trước hết xin chúc sức khỏe đến tất cả các bạn. Hôm nay là cái ngày mùng 6 tháng 8 âm lịch. Tôi đến thăm vườn và có những cái phần ở trên Zalo có những bạn là đã chia sẻ và hỏi rằng cái tháng này mình có ngắt cái phần đọt của cây mai, cái phần đọt này có được hay không? Đó là cái nội dung, cái tiêu đề tôi muốn chia sẻ đến tất cả các bạn ngày hôm nay. Thì trước khi chia sẻ cái tiêu đề này, tôi xin nói với các bạn như thế này. Cái khi chia sẻ thì nó cũng không phải dễ các bạn. Tôi có gom lại có vài chục cây mai thôi, nhưng mà mình nuôi từ cái đặc tính của cây mai, rồi cái nó phát triển, nó không cây nào nó giống cây nào hết. Do đó khi mình chia sẻ thì trên cái clip thì chỉ cần 1.000 người xem thôi các bạn, thì nó lại là tôi cho ít nhất là cũng 1.000 cây mai, thì nó không bao giờ nó giống nhau hết nha các bạn. Do vậy nên mình nói cái mình lấy cái trung bình để mình chia sẻ thôi. Do vậy nên những cái nào mà các bạn thấy nó trùng hợp ha, thì mình xử lý các bạn. Còn những nào mà các bạn không trùng hợp thì các bạn cùng chia sẻ để những anh em mới chơi vào cái nghề mai người ta nắm bắt được, rút kinh nghiệm để những cái năm tới mình làm cho nó dễ dàng hơn. Đó là cái tiêu đề tôi muốn chia sẻ đến tất cả các bạn. Thì hôm nay là các bạn hỏi là tháng này có ngắt được không, thì bây giờ tôi xin chia sẻ cái này là cái chung chung ha, là những cây mai cái đọt nó phóng dài. Đây là tôi có nè, cái mắt này thưa ha. Thì có ngắt được hay không thì tôi nói các bạn, những cây mai như vậy thường là những cây mai mà cái tược nó phóng dài như vậy nè, các bạn thấy nè, thì nó lại không tạo được cái nút hay là cái gạo. Có bạn đưa cái hình ảnh, tôi thấy cây mai này nó trùng hợp ha. Thì anh bạn nào nó có cây mai này thì tôi chia sẻ để anh bạn thử xem. Thường những cây mai này thì nó lại không cho ra cái kim, hay hoặc là khi mà nó có cây kim rồi thì các bạn thấy nè, thì nó lại tạo cái mầm lá. Thì bây giờ cái quan trọng là cái gì, ngắt được hay không, thì tôi nói phải ngắt thôi. Đây là cái trường hợp đặc biệt ha. Còn nếu cây mai bình thường thì thôi các bạn. Đối với những cây mai, thí dụ bây giờ tôi lấy cây mai này, các bạn thấy là rõ ràng do cái gì nè, các bạn thấy cái mắt thưa nè, thì nó lại không tạo được cái kim. Mà dù nó có tạo cây kim rồi thì nó lại ra cái mầm lá. Đó là cái đặc tính của cây mai. Thì bây giờ mình xử lý như thế nào? Thì bây giờ các bạn hỏi tôi tháng này, tháng 8 có ngắt được không, thì những cái dạng này là mình cứ ngắt các bạn. Nhưng bây giờ mình ngắt rồi, quan trọng là mình chăm như thế nào để cho nó ra chậm lợi, cái điều đó mới quan trọng. Bây giờ các bạn ngắt rồi, các bạn nuôi tiếp đúng không, rồi bây giờ nó ra tược nữa, nó ra y vậy nữa, thì bây giờ hỏi tháng 9 ngắt được nữa không thì sao. Do vậy nên tôi nói với các bạn như thế này, trong những cái clip tôi chia sẻ có những các bạn đã đưa phân rồi, tức là nguyên cái hậu quả của nó sau khi mình xử lý những cái cây này, và mình làm cho thế nào để cho cái cây này nó ổn định trở lại, cái điều đó mới quan trọng các bạn. Ngắt thì phải ngắt rồi, bây giờ các bạn thấy như vậy, thấy không? Đây, tôi cho các bạn xem lại rồi tôi sẽ chia sẻ đến tất cả các bạn ha. Thì bây giờ thí dụ như cái cây này các bạn ngắt ra, bấm cho mình sửa luôn cũng được nữa các bạn. Là tại làm sao, tôi nói các bạn nè, thí dụ bây giờ cái nhánh này, đây nè các bạn xem ha, cái clip này cho hơi chậm nha, đây nè, nó kéo nó không ra, mình có quyền mình ngắt tại chỗ này, đây nè. Là tại sao các bạn, nó còn hai cái đọt nè, mà hai cái đọt này nếu mình xử lý cho cây mai nó chậm phát triển lại thì cái này nó sẽ ra cái gạo. Tại vì cái mùa này là tôi nói các bạn, cái mùa sanh sản của cây mai, hễ nó ra đọt ngon mà nếu nó
cái lượng phân nó ổn định thì nó sẽ ra gạo. Chắc chắn như vậy thôi. Cũng như cái mai này thì bây giờ các bạn thấy nè, từ ở trong này nó đưa ra nó phủ nó bằng ngang với cái này thì mình có quyền cắt. Thì các bạn thấy nè, bây giờ mình sửa lần này thôi nha các bạn. Cái cơ hội của mình là bây giờ càng ngày càng thấp dần, đúng không? Thì bây giờ những cái mai này giờ các bạn nè, bây giờ tôi cắt thử nè. Đây nè. Thì các bạn thấy nó còn cái chồi lá này. Chồi lá này. Nó tới 4 cái chồi lận các bạn. Đúng không? Và những cây mai thì bây giờ tôi làm đại khái là già. Tôi nói các bạn là khi mình ngắt cái đọt, cái này nó quá dài thì mình cắt đi, thì nó còn cái nhánh này đây nè. Và cái này nếu các bạn nuôi đúng cái chế độ, đừng cho nó dư phân, cho nó đúng cây mai thì cái này nó sẽ tạo gạo từ cái chỗ này, thì cây mai mình Tết nó sẽ hoàn chỉnh. Và tôi nói các bạn, và tôi bổ sung thêm, có bạn nói bây giờ hiện nay nó ra cây kim Tết có kịp không, tôi nói các bạn vẫn kịp. Từ tháng 8 nè ha, tới tháng 9, tới cuối tháng 8 là đầu tháng 9, tháng 9 đến cuối tháng 9 nếu tạo kim vẫn nuôi được, vẫn là có bông Tết các bạn. Là tại vì tôi nói các bạn, cái bông nút nhỏ mình làm lớn nó rất dễ, nhưng mà cái nút lớn thì nó lại nó khó. Thì đây là tôi nói các bạn được, thì tôi nói các bạn như cái nhánh này nè, các bạn thấy không, đây nè, khi mà cái nhánh này nè nó kéo dài thì nó không tạo nút tạo nụ, thì mình bấm đây các bạn, bấm đây ha, thì nó còn lại cái nhánh này và hai cái nhánh này đây nè, thì nó không ảnh hưởng gì tới cây mai các bạn. Và cái nhánh này nếu các bạn nuôi đúng thì bây giờ đúng là đúng như thế nào, thì tôi nói các bạn nè, bây giờ mình phân tích lại, nó quan trọng là cái gì, bấm đọt thì được rồi đúng không, nhưng sau khi bấm đọt thì mình nuôi như thế nào để cho cái đọt nó ra ổn định, nó không kéo nữa, thì cái điều đó mới quan trọng. Làm thế nào thì tôi nói các bạn là, tôi nói là các bạn đã đưa phân rồi, những bạn này đã đưa phân rồi, những cái hàm lượng phân tôi không nhắc, tùy theo mỗi người nuôi nghe các bạn. Thì hiện nay khi đưa rồi thì nó vẫn kéo ra nữa, y vậy nữa, ngắt rồi kéo nữa. Là lý do sao các bạn, những cây mai này tôi gọi là dư phân, không cây nào giống cây nào hết, cũng chế độ phân vậy nhưng mà nó sẽ dư phân, đúng không? Và bây giờ mình hãm phân là gì, tôi nói các bạn thử như tôi đi ha, các bạn thử như tôi đi, tôi sẽ cùng các bạn làm thử, đúng một tháng nó sẽ ra nút. Khi các bạn xử lý những cái phần đọt như thế này, xử lý vậy thì nó còn nè các bạn nè, đúng không, tôi nói rồi ha. Và tôi nói các bạn là đưa trở về gần với tự nhiên là sao, không đưa phân nữa. Và tránh, tôi nói rất là nhiều lần, tránh xịt thuốc cái lượng coi là gọi là atomic hay là hoặc là 30-10-10, nó kéo nữa. Không phải là xài không được, nhưng không đúng thời điểm để xài là gì. Đưa cây mai đi, lắc là mình cắt phân một tháng đi các bạn. Sau khi bây giờ chưa đúng cử phân hay là bây giờ đúng cử phân cũng vậy, các bạn ngắt vậy rồi các bạn cứ ngắt đi. Thì theo tôi nghĩ ha, như cái này thì bây giờ các bạn cứ ngắt vậy, đúng không? Đây. Thì nó sẽ nuôi những cái mầm này. Và cái lá của này mình ngắt khoanh, tức là không đưa bất kỳ cái phân nữa. Tại sao cái cây này tôi nói là béo phì, thì sao mình nhịn ăn? Nhưng cái mai nó đã lũ lượt rồi, đối với cái cây thì nó hơi khác chút. Thì bây giờ tôi chỉ có một cái phương pháp thôi. Các bạn vô phân nữa nó ra nữa thì sao? Do vậy nên ngắt hẳn phân luôn trong vòng một tháng. Thì những cái này nó không tạo được cái gạo ở trong những cái nhánh này đâu nha các bạn. Như cái nhánh này ha, tôi đập lần nữa này. Những cái nhánh như vậy, nó không có cái mắt kim trong này gì hết. Thì cái này nó chỉ là cái lá nuôi cây thôi, nó không tạo ở đâu mà nó tạo từ cái nhánh này nè. Cái nhánh mới này nè, nó sẽ tạo gạo. Và tôi nói các bạn bây giờ chỉ có một cái phương pháp thôi, không dùng phân, chỉ trừ bọ trĩ nhện đỏ thôi. Không dùng phân, không dùng thuốc kích đọt gì cả. Các bạn bỏ cho nó từ bây giờ, tức là hôm nay là mùng 6 tháng 8, các bạn bỏ tới đầu tháng 9. Thì những cái này nè, bây giờ tôi lặp lại lần nữa này, những cái đọt này nè, nó sẽ tạo cái mầm bông cho các bạn xem. Nếu các bạn không tin thì các bạn cứ thử.
thí dụ các bạn có hai cây thì các bạn cứ một cây các bạn vô phân theo anh em người ta hướng dẫn hay là cái cách như thế nào đó, rồi một cây các bạn đừng vô phân nữa đi, tôi nghĩ rằng nó sẽ ra gạo. Nếu còn nếu các bạn cứ vô phân nó ra nữa rồi thay tháng 9 các bạn hỏi nữa không, thì cái cách của tôi là vậy. Nếu các bạn nào có cái trùng hợp á thì các bạn làm, do không cây nào phát triển đồng đều với nhau hết, do vậy nên mình khắc phục cái ngọn thì được rồi các bạn. Nhưng cái quan trọng là gì, đừng cho nó phát triển đọt nữa là gì? Bằng cách ngắt phân. Khi nó tạo cái gạo tháng 8, tháng 9, cả tới cuối tháng 9 luôn, yêu cầu nó ra cây kim cho tôi à, thì bắt đầu mình xài cây kim đó và mình chấn chỉnh cái lượng cắt phân y như tôi nói vậy đó, không ảnh hưởng gì tới cây, các bạn bị cái cây đó nó thừa lực thì nó sẽ cho mình ra bông chơi trong cái ngày Tết ít nhiều. Đó là tôi chia sẻ đối với những cây mai gặp sự cố thôi nha, chứ cái này không phải là cái cách làm bông như vậy. Cũng như bây giờ các bạn thấy nè, tôi cho các bạn xem nè, cây mai này đây, nó hình thành từ cái chỗ nào thì các bạn thấy chỗ này chưa, phải không? Từ từ ra dựng ra cái cây nhánh này đây, các bạn thấy những cái nhánh xẻ nè, chứng minh rõ ràng ha. Đây, cái nhánh này đưa ra cái ngón tay tôi, các bạn thấy không? Đây, các bạn thấy không, cái cành này nó không ai, nhưng mà nó ra đây 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 nè, rõ hơn các bạn, đây nè, nó ra nè, đây nè, rồi nó ra đây nè, tức là y như nãy tôi nói, các bạn thấy không, ngắt cái đầu đọt chừa cái nhánh này, ta gọi là xương cá đó, có những anh em gọi là xương cá, thì sau này khi nó đã hình thành vậy nè, các bạn thấy nó dày đặc luôn, là do cái này nè chứ không phải là do cái đầu này. Và cái đầu đọt này chỉ nuôi để dưỡng cho nó rút dinh dưỡng và nó giữ cái này thôi. Tết mình cắt ngang cái này mình bỏ. Rồi các bạn xem nữa nè, coi phải y như tôi nói không ha. Đây, toàn bộ là ra cái xương cá. Đây, cái đầu này nó không ra ha, nhưng mà dở ra đây. Đây nè, đây nè, cái tay tôi nè, nó ra cái nhánh này. Đây, nó ra nút chỗ này, đúng chưa? Đây, đây nè, thì cái này được rồi các bạn. Toàn bộ là ra cái xương cá đó. Đây nè, đó. Do vậy nên tôi nói các bạn cắt ngắt được, nhưng với điều kiện là bây giờ các bạn cứ thử như tôi ha. Một lần nữa để mình kết thúc cái tiêu đề này, các bạn cứ làm như tôi đi, thử đi một cây đi. Khi mình bấm đọt xong, ngắt phân cho nó một tháng, đúng không các bạn? Một tháng ha, thì từ đây tới đó thì tôi nghĩ rằng những cái đọt mới nó sẽ ra tạo nút tạo gạo. Khi nó có nút kim rồi thì mình điều chỉnh nó rất dễ các bạn. Và một lần nữa mình xem nha các bạn. Đây, các bạn thấy không, cái nhánh này toàn là cái xương cá ra không nè. Tôi thì tôi thấy trên thực tế nó vậy đó nè, cái này rắn ra các bạn, nhưng mà cái xương này phải ra không? Đây nè, cái xương cá nè, đây nè, như ngón tay tôi nè, cái chỗ này là cái chỗ quan trọng nè, mình bấm chỗ này đừng vô phân nữa thì cây mai nó sẽ ổn định trở lại. Và sau khi nó ra, nó tạo cái gọi là cái kim ha, thì mình tiếp tục mình sẽ có một cái lượng phân nhất định, ít thôi các bạn, mình sẽ nhử nó từ từ trở lại để mình cho nó bình ổn. Để chứ bây giờ cứ đuôi ra, bây giờ ngắt được rồi các bạn cứ đưa phân, nhất là cái xịt thuốc cái bón lá, thì bây giờ nó lại vượt nữa, nó không tạo gạo hoài tới Tết. Thì Tết cũng có bông nhưng mà rất ít các bạn ơi. Đó là cái tiêu đề. Và tôi nhớ quên nhắc các bạn ăn nước nha các bạn, nước cho đầy đủ nha. Là cái điều tránh bọ trĩ, nhện đỏ, sâu, cứ xịt, cắt phân. Đó là tôi đưa cây mai về với tự nhiên, tức là gì? Dùng cái tự nhiên mình cho nó ra, do nó dư phân. Và bây giờ mình đưa phân mình hãm nữa thì nó dư nữa. Chỉ có tôi, cái cách tôi biết bao nhiêu, tôi chia sẻ bao nhiêu, chỉ có cái cách vậy thôi, là ngưng phân thì nó sẽ ra cái nút cái gạo.
Tết nay mình sẽ đối với những cây bạn đu mai nha, Tết nay mình sẽ có một cây dài cái 30-40% cây mai mình chơi Tết có bông. Đó là cái tiêu đề tôi muốn chia sẻ đến tất cả các bạn ngày hôm nay. Và một lần nữa xin chúc sức khỏe đến tất cả các bạn. Và xin chào và hẹn gặp lại.